Hello, xin chào bạn đã quay trở lại kênh Kaitim.com. Trong video này mình sẽ giới thiệu chương trình chúng ta sẽ mua các sạc Energizer siêu bền đồng giá 39.000. Các bạn cũng đã biết hãng Energizer này của Mỹ và các sản phẩm như cáp sạc, sạc dự phòng rất là tốt luôn, cực kỳ bền và ổn định nên giá thành cũng khá là cao. Và đặc biệt trong 2 ngày từ hôm nay và ngày mai là 21 và 22 tháng 7 năm 2018, Sephone và điện thoại Vui sẽ giảm giá sốc, giảm đến 50% cáp sạc và sạc dự phòng. Đây, cáp sạc 3 màu này mà giá rất là rẻ, 39.000, bình thường còn hơn 100.000. Nên anh em đặt nhanh không hết, chỉ trong 2 ngày thôi. Và sẽ có 10.000 cáp sạc được bán ra với giá là 39.000, giảm hơn 40% và giảm 45% cho pin dự phòng. Quá rẻ luôn, và giảm 47% cho sạc không dây, giá trị từ 79.000, hay là giảm 48% cho ốp lưng điện thoại. Ngoài ra các phụ kiện Energizer được giảm 20% vì số lượng có hạn nên các bạn đặt nhanh tay không hết hàng. Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 10 món một sản phẩm. Ví dụ như cái cáp này thì các bạn chỉ được mua tối đa 10 sản phẩm này. Pin sạc thì các bạn chỉ được mua tối đa 10 cái. Và chương trình áp dụng cho 35 cửa hàng Sephonet và điện thoại Vui hoặc là các bạn đặt hàng online. Đây, bài cáp này giá 39.000. Các bạn nên mua sản phẩm này, quá là rẻ và tốt. Cáp sạc này rất là bền. Đã có nhiều bạn là test rồi. Các bạn có thể kéo co mà không đứt này, hay là thất tình thì đu dây điện đảm bảo không đứt luôn, phải gọi là siêu bền. Ok, mình sẽ giới thiệu sơ qua và sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt. Ở đây có mấy sản phẩm khác cũng giảm giá đến hơn 40%. Đó, sạc dự phòng, pin dự phòng, cái cáp khác đến sạc không dây, củ sạc 1A, giá cũng 79.000, quá rẻ. Ok, thì cách đặt hàng như nào? Ví dụ mình sẽ đặt về cái cáp đen này nhá. Link đến trang này mình sẽ để dưới video để anh em đặt hàng nhé. Mua ở đây, điền họ và tên, số điện thoại, Nguyễn Văn A, số điện thoại. Cái này thì các bạn có thể chọn giao hàng tận nơi và giữ hàng tại cửa hàng. Thì giao hàng tận nơi như nào? Thì các bạn sẽ điền địa chỉ và sẽ mất phí là 30.000 nếu đơn hàng dưới 100.000. Các bạn đặt đơn hàng nào trên 100.000 thì sẽ được free ship, miễn phí vận chuyển. Ở đây 39.000 thì các bạn đặt 3 sản phẩm thì sẽ được miễn phí vận chuyển, hoặc là đặt những cái sản phẩm khác, pin sạc dự phòng gì đó giá là hơn 100.000 thì sẽ được free ship. Nếu mình đặt một sản phẩm 39.000 thôi thì sẽ phải mất thêm 30.000 tiền ship nữa, khá là chát. Nên anh em mua gì đơn hơn 100.000 nhá, hoặc là giữ hàng tại cửa hàng thì rất là đơn giản. Cho những bạn ở Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội ra lấy hàng luôn. Đây là những cái cơ sở ở Hồ Chí Minh và đây là những cái cơ sở ở Hà Nội. Đây, các bạn đã ở tỉnh thì mua đơn hàng trên 100.000 để được miễn phí ship. Điền địa chỉ ở đây và đặt hàng. Vậy là xong, quá đơn giản. Đó, Sephone sẽ gọi xác nhận đơn hàng. Ok, đây là chương trình giảm giá rất là sốc các sản phẩm Energizer chính hãng, thương hiệu Mỹ. Giá đang rất là rẻ và dùng cực kỳ tốt. Link mình sẽ để dưới video này. Sản phẩm giá rẻ hàng ngày như trên ảnh. Tham gia nhóm một mã giảm giá.com để nhận mã giảm giá và các tin khuyến mãi hot. Hoặc nhóm Kaitim.com để săn hàng giá rẻ. Link nhóm ở mô tả hoặc trong comment. Như vậy là video này mình đã giới thiệu chương trình giảm giá sốc một số sản phẩm của Energizer. Các bạn thấy video có ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Quá ngon, bổ và rẻ.